bán phía sau này. Thằng Than nó khá là trâu nên mình không có bán thằng Than nhiều nha. Mày này, một thằng lên bận điểm số này. Bận là thằng lên bận điểm số này. Ba thằng, ôi không được, lá chữ một. Ba thằng này ok rồi, ok rồi. Thằng ISO nó giao xuống, ISO nó xuống. Mày á ISO. Bốn thằng rồi mọi người. Bốn thằng rồi, bốn thằng rồi. Lên kiếm mát thằng SP nó lên để mega kill nha mọi người. Rồi mega kill. Mega kill rồi anh em. Rồi, hello xin chào 500 anh em đã quay trở lại channel của mình nha. Clip ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cho vị tướng teo nát view lát nha anh em. Mình cứ nhầm vị tướng teo nát của mình nha mọi người. Rồi, thì vị tướng Violet này á thì có một số anh em yêu cầu mình cho vị tướng Violet này rất là nhiều luôn nên mình sẵn tiền hôm nay mình sẽ làm clip cho anh em luôn nha. Rồi, thì mẹo chơi vị tướng Violet này cách chơi như thế nào á thì mọi người cùng đón xem clip này của mình nha mọi người. Rồi, đối đầu bên kia vẫn tiếp tục là ISO nha anh em. ISO hiện tại Leorang đang khá là ưa chuộng nha. Thằng ISO này cũng nói chung là đầu game thì cứ để cho nó bán thỏa mới nha mọi người, không có sợ nha. Cuối game thì mình bán nó thôi. ISO thì đầu game nó chỉ được mạnh đầu game thôi, vào giai đoạn giữa game và cuối game ấy, thì nó phế cực kỳ luôn nha anh em. Rồi, thì mượn hiện tại nó khá là lót luôn nha mọi người. Mình không biết thì trận này mình cái chai nó ok hay không, nhưng mà hiện tại thì mượn đang khá là không ổn định nha anh em. Rồi, cố gắng làm clip thôi chứ còn mượn thì cũng nói chung là không có nói nhiều về mượn nha mọi người. Thì game 2 á thì 50% là kỹ năng, 50% là về mượn nha mọi người. Nếu mà mượn yếu quá thì chơi không có được bao nhiêu hết. Chứ còn anh em mà có kỹ năng tay 2 á nhưng mà mượn yếu á, thì cũng không chơi được bao nhiêu nha. Rồi, đối đầu bên kia. Tên mình đang đối đầu bên kia rất là nhiều luôn nha mọi người. Đấy, Guido đang khống chế hai thằng này. Hiếu đẹp da này và anh ISO ta giờ nữa nha. Mình đang lanh ra nha anh em, dùng chiêu một lộn và bắn thôi nha. Mày ôi không được rồi anh em. Thì về combat của thằng Violet này á thì anh em dùng chiêu hê nha, dùng chiêu một, dùng chiêu hê rồi chiêu một. Rồi mình nhầm nha, mọi người dùng chiêu một nha, lộn lên nha, rồi anh em dùng chiêu hê làm chậm, rồi anh em đánh thương một cái là nó sẽ kích hoạt chiêu một, nó bán chiêu một nha mọi người. Rồi mọi người dùng anti thôi. Thì trường hợp dùng anti thì khi tên bận gần hết máu thì mình sẽ dùng anti để mình cỡ ít nha. Còn anh em cứ dùng chiêu một cấu rỉ cho mình nha mọi người. Rồi, ôi bán nhầm anti anh em. Bán vua tăng vua trụ nhưng mà không ngờ nó là lót, nó là chuyển qua bán vua tăng tường luôn mọi người. Khó là ngớ ngẩn luôn nha. Rồi, ngồi mượn lót rồi anh em. Rồi toan đơ game luôn rồi mọi người. FBX cả nó nhả xuống mộc luôn nè anh em. Đấy, thì trận này khá là lót luôn nha mọi người. Đấy, mình đã lót trước đầu game rồi. Nhưng mà không biết là nó lót như cỡ này luôn nha anh em. Không biết là bên kia có hack lót mình hay không, nhưng mà hiện tại thì mình thấy khá là lót luôn nha. Anh em xem thông cảm cho mình nha. Pha này thì hơi bị đơ một xíu này. Tên mình vô tranh thì mình đứng mình nhìn luôn mọi người. Rồi núp con mẹ mày chúng mày. Rồi thằng rừng bên mình, thằng Vlad nó chữ ôm sùm rồi. Biên lên mát hai trăm rồi anh em. Ok, ổn định rồi, ổn định rồi. Cố gắng ổn định đi, ổn định đi. Trận này gánh thêm rồi. Thằng Vlad nó chữ sùm lên mọi người. Thì cũng khá là tiếc pha đó luôn nha. Nếu mà Vlad mà coi được clip này thì cũng thông cảm cho mình luôn nha mọi người. Đấy, mọi cũng thông cảm cho mình qua vừa rồi nha. Khi mà vô tranh thì mình vừa ăn con quái ghi xong á thì mọi nó đơ nó lót luôn nha. Chứ còn không thì mình sẽ lên, mình sẽ hỗ trợ tên mình rồi. Mình sợ tụ đâm chính mà chắc chắn là phải lên hỗ trợ rồi này. Ôi thằng Hiếu đẹp, thằng Hiếu đẹp ra nó đẩy mình ra rồi này. Mày Hiếu đẹp ra, mày Hiếu đẹp ra. Khá là đau luôn mọi người. Nhưng mà bán thằng Hiếu đẹp ra là không có thấm bao nhiêu nha. Trời, từ anh ơi, anh dơ. Anh đẹp ra này, mình đánh từ từ thôi nha, đừng có khổ bố quá. Nó đẩy mình chạy không nổi đâu nha anh em. Cấu rỉa mà này hãy. Đấy anh em cứ dùng chiêu một cấu rỉa nha. Phá con mát nó nha, về nha. Thằng Rat nó đang mem rồi, đừng dưới rồi. Về luôn anh em. Ui chết trời. Anh thằng Rat nó không dùng bên tay nha. Đẩy mình ra nha mọi người. Chơi đồng phần ông. Mày ok. Lì này thanh niên lì này. Ăn được cái hỗ trợ nha mọi người. Lên luôn anh em. Pha này chơi được, pha này chơi được. Chơi được này. Ok phát nha. Hỗ trợ được hơi mượn rồi này. Anh em không cần em mượn nhiều đâu. Đầu game á thì anh em cứ có kêu hỗ trợ là ok rồi nha. Từ từ ăn luôn đi rồi flash. Dùng bên tay ba lane còn đấm này. Thằng Rat nó không chịu về luôn nha. Lầm ở đây không được. Nó về luôn trụ rồi mọi người. Đường mic của mình á thì đang bị ép rất là nhiều luôn. Vì mic của mình vừa hỗ trợ với đường rộng của mình này ngang. Bắt buộc là thằng Vedat đường top nó xuống hỗ trợ nha. Không ba rồi. Vedat khá là trâu luôn nha.
khá là bố luôn nha mọi người, Vedat bố thủ rồi, không ba. Trận này 4 mận nhưng mà Vedat mình cống hiến 3 mận rồi, khá là cay luôn nha mọi người. Cố gắng trận này gánh đem luôn nha. Về thông tin chi tiết bất ngờ và bản hỗ trợ mình sẽ để phần mô tả của video luôn nha mọi người. Anh em nào cần thì có thể tham khảo nha. Rồi. Sáng điện anh em mình thấy hai clip hay á là cho mình xin một like nha mọi người. Một like một đăng ký kênh nha để mình có động lực ra nhiều clip hay hơn cho anh em. Với lại anh em mà thích chơi vị tướng nào á thì có thể để lại một bình luận phía dưới video này nha. Mình sẽ làm vị tướng đó nha. Ok. Là mày đi lọt này, trả lọt. 34 này. 34 là Quảng Bình hay Quảng Trị gì đó nha mọi người. À anh Than này. Về luôn đi đâu. Than nó trao lắm, không có đỡ được thằng Than đâu. Tiếp tục form nha mọi người, form nha, còn sướng nha. Form còn xanh còn bán còn đau nha mọi người. Về luôn. Đến đây. Giờ này mình đổ đường cũng không ok lắm nha mọi người. Vì lính mình đang đép lanh này. Mới là ở giai đoạn này mình cũng chưa có tiền nhiều. Mình đổ đường thì nhiều khi nó thọt tiền của mình. Và tem bọn có thể đẩy trụ rất là nhiều luôn nha mọi người. Đẩy lẻ nha. Mình đẩy đường nhiều khi mình là đép chung với tem mình. Nhưng mà tiền thì nó sẽ chia đều cho tem mình. Nhưng mà đường của mình đó, thì lính lại người ta bỏ dở lượng tiền nha anh em. Anh em mới form lấy cái đợt lính rồi. Anh em mới đi đép, mới đi hỗ trợ tem mình nha. Từ thứ nhất trường hợp đặc biệt mà anh em đang vô tranh mà anh em đi form là cấm kỵ nha mọi người. Anh em cứ hỗ trợ cho mình tốt nhất hết có thể nha. Nói chung là form một lượng tiền khó nha mọi người. Không bỏ sót con lính nào hết nha anh em. Đấy, thế vừa lính lên là mình sẽ đép liền nha. Không có đang bỏ lính lấy dở. Bị trụ bán khá là uổng luôn nha mọi người. Về xạ thủ là anh em bắt buộc là phải ưu tiên là form lính là chính rồi nè. Kiếm một cái lượng tiền rồi nè. Để mà vừa giai đoạn giữa game và giai đoạn cuối game á sẽ vô tranh với nhau thì đam chính cho là bọn các bạn nha mọi người, các bạn ở đây nha. Chứ nhiều khi là mic bưa support mình chưa hỗ trợ đẩy có rỉa thôi. Còn đam chính bán là thằng AD của mình. Nên anh em cứ nào mà chờ AD á chắc chắn là phải form nhiều thật là nhiều đi nha. Farm mát đi. Đấy, anh em form thật nhiều để có cái lượng đam để mà cuối game giai đoạn về giữa game và cuối game là mọi người sẽ bán. Đấy. Nên AD rất là ưu tiên nha mọi người. Nên có thằng support đi bố kêu AD á lại là nhiệm mục tiêu nó là như thế nha mọi người. Đấy. Mình giới thiệu sơ qua về vị trí AD này. Comment rồi. Toàn. Ok về luôn. Phần ai nói gì. Qua này toàn rồi help me. Ok rồi về luôn. Phần ai nói gì luôn nha. Về luôn. Ăn bộ đỏ là mình về luôn nha mọi người. Flash thì mình đang cấu rỉa bên kia rồi có bộ đỏ rồi. Mình không sợ nha. Ăn. Tình thủ form thôi. Giờ này thì để thằng bé nó đép đường thôi. Không cần ái đâu, không cần vô tranh nhiều đâu. Tên mình cũng đông. Mắc lợi thế đâu này. Không cần phải ăn nhiều đâu. Không cần phải vô tranh nhiều đâu. Tên tiền mình cũng khá là yếu luôn nha. Bé đát bên mình thì mắc 4-5 mận rồi. Mày lì này. Rồi trật rồi anh em ơi. Mình dẫn thôi nha. Trật rồi. Bé đát của mình là lên bản tiếp, tiếp tục lên bản tiếp số. Rồi nó có con mát rồi nó thấy rồi. Rồi là flash ơi. Mày này. Lẩm mới đi. À lắm flash đây. Thôi về luôn nha mọi người. À đây có máu rồi. Lây ngang được nha. Phán mát cái này. Con mát này mà không ông là chịu phá nha, đứng giữa lùm núp nữa chứ. Thằng tuyến xiên lửu này. Trắng cho thằng tuyến xiên lửu này nha. Ăn rồng này mọi người, rồng này. Rồng đi ghi đâu, về ăn rồng đi ghi đâu. Hỗ trợ tem ăn rồng nha. Anh thổ ăn con rồng sớm nha mọi người, không được rồi. Biến lên luôn nha. Rồi em được. Ôi toàn. Ngu dễ sợ luôn anh em, pha này chắc chắn là cay thật sự luôn chứ, nó dùng anti mình không thấy nha. Với lại mòn lót mình dùng anti loạn xòa luôn mà bác thấy con bò nhưng mà không ăn được thằng support bên đó nha mọi người. Pha này khá là cay luôn mọi người, cay cú quá. Flash lắm bên đây, flash. Rồi flash không ăn được thằng ra luôn rồi. Cay thật sự luôn anh em. Trận này team mình đã bị ép trụ rồi. Chỉ ăn được cái trụ đường rồng đầu tiên thôi nha mọi người. Còn lại là bên team mình bị thua 3 trụ rồi. Khá là cay luôn nha. Pha vừa rồi mình cũng ngái ngẳng thiệt. Xử lý cái pha đâu chưa ok lên nha mọi người. Mận thì hơi đơ chút nên mình em thông cảm nha. Nhiều anh em cứ
thấy mình chết là hay bị chửi đó, hay chửi nhiều lắm nha mọi người. Tại này anh em cứ thông cảm mình pha đó nha, nhiều khi xử lý nó chưa có kịp nha mọi người, chưa có hay lắm. Vì nói chung là anh em cứ chơi nhiều vị tướng khác nhau thì có kỹ năng lực ta, kỹ năng đánh ta nó cũng khác nhau nha anh em, chứ không phải là con nào cũng giống con nào đâu. Thằng này ui trâu quá anh em ơi, thằng Than trâu quá bét rồi. Ôi đang cấp này nó bán một kill luôn anh em, một kill một thôi lên bảng điểm số rồi. Tên mình đang phế thật, cực kỳ phế luôn nha. Rồi trụ trụ nó bắt luôn nha. Rồi thằng Vlad fan này dễ lên bảng điểm số lắm này. Thằng kia nó mang cái lúc biến về rồi, biết ngay mà. Nãy thằng Than nó mang viền cái lúc biến về này. Rồi đép đường đi, đép đường đi. Vedat ơi, Vedat, Vedat, VV luôn. Ơi thanh niên này phế quá, phế rồi, bố rồi mà còn lên bảng điểm số rồi. Đấy, thằng Alistair mình nên chỉ thằng Vlad này. Con thật sự luôn. Rồi lên lên này. Phút thứ 10 rồi anh em, phút thứ 11 rồi. Nhưng mà team mình cũng đang khó là bắt lợi thế luôn nha. Trang bị của mình thì mới chưa được hơi món này. Không được, không được. Về luôn, về luôn. Ép về tới nhà chính rồi anh em. Rồi lên được có xuyên thiên hóa là ngon rồi nha mọi người. Đầu tiên có xuyên thiên hóa thì anh em cũng nắm rồi nha. Bán xăng nhiều mục tiêu mình vô tranh xăng là mình sẽ lui về liền nha mọi người. Thì bị tướng cấu rỉ như thằng thằng Violet này chắc chắn là mọi người sẽ lên xuyên thiên hóa cho mình rồi nha. Anh em nào mà ân lên tốc độ đánh á, thì có thể lên cung diệt thần cung. Nhưng mà hiện tại trận này á, thì mình sẽ không lên diệt thần cung đâu anh em. Vì thằng Violet này nó bán chậm lắm, nó chỉ dùng kỹ năng 1 của mình thôi, chủ yếu là kỹ năng 1 thôi. Nên anh em cứ thoải mái lên chiêu thần phó cho mình nha. Rồi thì trang bị sơ sơ thì mình cũng giới thiệu cho anh em á. Nên anh em chơi thì có thể coi theo hack clip của mình nếu mà lên đồ bán như thế nào luôn nha mọi người. Về hack anh em, đáp đường dưới này. Đấy, anh em cứ coi hết clip của mình cái lực ta bén như thế nào và trang bị băng ngọc, bóng hỗ trợ thì anh em sẽ lên y như cho anh em mình nha. Nếu anh em thích vị tướng Violet này á thì cứ để cho mình xin một like nha mọi người. Trận này mà tháng là anh em cho mình xin một like nha. Cho mình xin một like để mình có động lực làm clip tiếp theo nha anh em. Hãy xin một like anh em ơi. Xin một like để có động lực gánh team này. Ôi, trận này thằng support nó cấu rỉa kinh quá anh em. Cấu rỉa nó trùng dù một con thỏa mà nắm cực kỳ thấm hơn được cái máu của mình luôn này. Nhưng mà trận này thì chắc chắn mình sẽ gánh rồi. Tuy có hơi phế một chút nha mọi người, lượng tiền của mình cũng thua tiền của thằng con nhất mình tiền bằng luôn nha mọi người. Đấy, hơi phế luôn nha. Đép cái trụ này, đép cái trụ cho để cái trụ nó bị bể này. Từ từ về đến em, về cái ép trụ cho để trụ siêu cấp này nó bể này, bán này, còn nó là này. Thôi còn là thôi chứ không có ra sau nha mọi người, không bả rồi. Alistair mình về đất của mình đang là bố thủ, không bả ra anh em. Đấy anh em cho mình xin một like để mình gánh team đằng này luôn nha. Rồi về hack đi anh em. Trận này đang bị ép vua thế rồi, chồng vua thế rồi. Chắc để bị trùng mic cho thôi chứ, chứ không có đỡ được nào trùng mic rồi mọi người. Hay nó là bên thằng mic với nó là thằng rat nha mọi người. Chứ nó mà thằng mic mà ta về cấu rỉ như pho vừa rồi đó là team mình chắc chắn sẽ thua nha, với đẩy đường mic bị thua nha. Hay là trận này có thằng Rat nha mọi người gánh team được. Thằng Rat thì nó không có đẩy trụ sao nha mọi người, nó không có cấu rỉ sao, nó chỉ đấm thôi. Vô giai đoạn cuối game là nó phải bác lẻ nha, nó không bác lẻ là nó thua chắc chắn luôn 100% nha mọi người. Đây đây cho được, cho được. Mày Rat này một thằng lên một con số này. Rồi ok có Nan Phoenix luôn rồi. Ba thằng cúp đúp triple kill nha anh em. Đấy, triple kill với triple kill. Mày ở Company, quá là kill này, ăn luôn than luôn này. Để kiếm mega nha mọi người. Quá là kêu rồi. Lên Vedat ơi. Lên dụ nó đi Vedat ơi. Trời ơi Vedat phế quá rồi mọi người. Mình cấp 15 rồi, Vedat mới cấp 13 thôi anh em. Đấy, không chịu lo form mà cứ lo đánh nhau này. Thành cũng khá là trâu nha anh em. Hiếu đẹp trơ này. Trận này có phải lát có lên sách là được nhau nha. Hoặc là ghi đô cũng được, một lần hai thằng lên sách nha mọi người. Trận này không đánh được nó rồi, nó hồ máu liên tục. Ok, phá luôn cái trụ thứ hai này. Từ từ thôi. Chắc được. Mày lì này Hiếu đẹp trơ này. Lì này. Trao thì mọi người bán lao cũng chết này nha. Cấu rỉa. Lái trụ qua đi Palace ơi. Ăn cái lượng máu để hầu lợi nha mọi người. Về luôn đi đâu. Gánh tem được rồi mọi người. Đấy. Anh em cho mình xin một like để có động lực gánh tem đằng này luôn nha anh em. Ăn bùa nha. Đây. Tóc biến lên cứu. Ôi ghi đâu tóc biến không được nha mọi người. Toàn rồi. Trận này nếu mà thằng Rat nó đấm nhiều quá, nó hai quá thì anh em có thể tha lên giờ không phép nha mọi người. Tha cái giờ dùng một mình tóc đánh thành giờ không phép nha. Mà thằng này thằng Rat nó không có đấm nhiều, nó không có tóc, nó không có
núp lùm với đấm nhiều á, nên mình sẽ vẫn để nguyên là già tóc đánh để cho nó bán có lực bán nha mọi người. Ok, lên nè anh em, cố gắng lên trận này Hoa Hồng Quyên Nhung nha mọi người. Trận đấu đang là kèo khá là càng luôn nha, bả hơi không bả hơi bóng rồi, cardio của mình khá là xanh luôn nha. Lên anh em, tay nó bên kia hết rồi, thằng Thang nó đang ăn, mình nghĩ là nó đang ăn xây dơ nha mọi người. Lên lấy trụ này qua kiên công, từ từ thôi, lấy trụ nha, lấy trụ trước nha. Hồi hay lắm anh em, mày hay lắm. Thôi về lui về trước để lấy cái đầu tợ nha mọi người, lấy cái đầu tợ của chiêu một này, thọ chiêu cuối này, về trước từ từ đi, tay mới đang lên đông ấy anh em, về từ từ rồi đó, đợi flash mới ghi đủ mình qua nha mọi người. Đây quanh lệ này, bác phía sau này, thằng Than nó khó là trao, nó mình không có bán thằng Than nhiều nha. Mày này, một thằng lên bận điểm số này, hơi bận là thằng lên bận điểm số này, ba thằng ui không được, lấy chiêu một ba thằng này. Ok rồi thằng Aesu nó giao xuống, mày hả Aesu, bốn thằng rồi mọi người, bốn thằng rồi. Lành kiếm mát thằng Aesu nó là để mega kill nha mọi người. Rồi mega kill rồi anh em, mega kill rồi, TM bắt đầu chữ rồi, trận đấu này mình sẽ win luôn nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người đã xem hết clip của mình nha mọi người, thứ hai cho mình xin một like một đăng ký kênh nha, bye bye anh em.